Mến chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn quay trở lại với kênh xuân bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Xoắn bóng đá bằng cách bấm vào nút đăng ký, đồng thời tích vào quả chuông bên cạnh để mỗi lần Xoắn bóng đá update video thì quý vị và các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nhận định U2 Việt Nam và U2 Campuchia bán kết SEA Games 30 đề phòng nhân tố này. Kính thưa quý vị và các bạn, U2 Campuchia đã thể hiện mình là một chú ngựa ô tại SEA Games năm nay. Họ đã có những màn trình diễn ấn tượng, qua đó kết thúc vòng bảng với ngôi nhì bảng A để rồi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào bán kết SEA Games. Đối thủ sắp tới của đội bóng này không ai khác chính là đội bóng đứng đầu bảng B U2 Việt Nam của chúng ta. Cầu thủ Việt Kiều Keo Sóc Phen đang là ngôi sao nổi bật nhất bên phía U2 Campuchia hiện tại. Cầu thủ này đã ghi được 3 bàn thắng và đang tràn trề hy vọng cạnh tranh ngôi vị phá lưới với Hà Đức Trinh, Nguyễn Tiến Linh và Osvaldo Hai của Indonesia. Tiền đạo này sẽ là một mối nguy hiểm mà U2 Việt Nam cần phải lưu tâm trong trận đấu bán kết diễn ra vào ngày 7 tháng 12 sắp tới. Kéo Sóc Phen là một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi được ban lãnh đạo Campuchia triệu tập vào đội hình dự SEA Games 30. Điều đặc biệt của cầu thủ này là anh có mang trong mình gốc gác của Việt Nam. Hiện tại, tiền đạo này đang khoác áo câu lạc bộ Visakha tại giải vô địch quốc gia Campuchia. Anh đã từng giành chức vô địch giải đấu này hai lần khi ở hai câu lạc bộ khác nhau. Trong quá khứ, Keo Sốc Phen đã từng tham dự kỳ SEA Games năm 2015. Tại đây anh cũng đã chơi rất ấn tượng và ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận đấu. Về khả năng trong sân cỏ, Keo Sốc Phen thường chơi ở vị trí tiền đạo cả trung tâm lẫn lệch cánh, nhưng anh cũng có thể đá ở vị trí tiền vệ. Khả năng bùng nổ là điểm mạnh của ngôi sao này. Chỉ cần có cơ hội, Keo Sốc Phen chắc chắn sẽ đặt khung thành đối thủ vào thế nguy hiểm. Kéo Sốc Phen từng có dịp đối đầu với đội tuyển Việt Nam khi Campuchia nằm cùng bảng tại FF Cup năm 2018. Lần đó Campuchia đã để thua với tỷ số 0-3, nhưng Kéo Sốc Phen được cho cũng đã tích lũy được chút kinh nghiệm dù ra sân từ ghế dự bị. Với những gì đã thể hiện, ngôi sao 27 tuổi này là niềm hy vọng lớn giúp U2 Campuchia tiến sâu hơn tại SEA Games 30. Cùng với việc đã khá quen mặt sân cỏ nhân tạo, đây sẽ là đối thủ không hề đơn giản với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu tới đây. Vâng và hy vọng rằng các trung vệ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có những phương án để bắt chết cầu thủ keo sóc phen này. Và qua đó chúng ta sẽ giành chiến thắng chung cuộc, đồng thời giành vé vào chơi trận chung kết. Phần tin tiếp theo, Xuân Bóng Đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin đấu U2 Việt Nam của đồng viên Campuchia tuyên bố dạy U2 Việt Nam một bài học. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30, U2 Việt Nam sẽ chạm trán u 22 Campuchia. Người hâm mộ xứ Ango đánh giá đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có sức mạnh nhìn hơn nhưng vẫn đặt niềm tin rất lớn vào đội nhà. Cổ động viên Somit tin tưởng rằng U2 Campuchia sẽ tái lập thành tích của lứa U18. Cụ thể, cổ động viên này nói rằng U2 Việt Nam thực sự rất hay nhưng đừng quên lứa U18 của chúng ta đã đánh bại họ. Vì thế tôi tin tưởng chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại họ thêm một lần nữa và tiến vào chung kết. Đồng quan điểm với cổ động viên Somit, Cổ động viên Vietchin thậm chí đã sử dụng công cụ Google để dịch viết thêm một đoạn bình luận về tiếng Việt nhằm phản bác người hâm mộ Việt Nam đang tranh luận. Trong đó cổ đồng viên này tin tưởng U2 Campuchia sẽ dạy cho U2 Việt Nam một bài học cay đắng. Cụ thể cổ động viên Vietchin đã viết rằng: "Chúng tôi đã đánh bại và loại U18 Việt Nam. Tại sao lứa U2 lại không thể làm điều đó? Chúng tôi đã đưa ra những bài học cay đắng cho Thái Lan, Malaysia và tại sao lại không thể làm điều đó trước Việt Nam?". Trong khi đó người hâm mộ có tên Mr. Sóc chết chia sẻ rằng Bây giờ gặp đội nào cũng không quan trọng mà toàn đội cần quyết tâm chiến đấu. Lịch sử 60 năm chờ đợi và đây là thời điểm chúng ta phải tiến vào chung kết. U2 Campuchia các bạn thật tuyệt vời. Cổ động viên John Kassan thì nhận định rằng chúng ta cần tìm điểm yếu của U2 Việt Nam và đánh thật nhanh, thật mạnh vào đó để giành lợi thế sớm như Thái Lan đã làm. Hãy cố gắng, hàng triệu người hâm mộ đang cổ vũ các bạn. Không chỉ cổ động viên, truyền thông Campuchia cũng cho rằng gặp U2 Việt Nam sẽ là cơ hội để họ phục thù tờ Popular đã viết rằng U2 Campuchia đã xuất sắc vượt qua vòng bảng SEA Games với vị trí thứ hai bảng A. Ở vòng bán kết chúng ta sẽ gặp lại U2 Việt Nam. Đây là đối thủ từng đánh bại U2 Campuchia ở trận tranh hạng 3 giải U2 Đông Nam Á vừa qua. Tuy nhiên nên nhớ rằng trận đấu ấy U2 Việt Nam đã thi đấu rất vất vả. Họ chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất trong những phút cuối cùng của trận đấu. Còn giờ đây tình hình đã khác so với trước. U2 Campuchia đang có sự tự tin lớn trước thêm trận đấu với U2 Việt Nam. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta phục thù đối thủ này sau thất bại cách đây vài tháng. Trong khi các cổ động viên Campuchia cũng như truyền thông nước này có phần ngông cuồng thì huấn luyện viên đội tuyển U22 Campuchia có vẻ thân thiện và khiêm tốn hơn. Nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu, ông cũng đã thể hiện sự quyết tâm gieo sầu cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau đây là những gì mà ông huấn luyện viên Đan Mat, huấn luyện viên trưởng của U22 Campuchia chia sẻ trong buổi họp báo chúng tôi xin được thông qua để quý vị và các bạn được biết. Cảm ơn các bạn đã đến đây. Campuchia đang có thành tích tốt tại kỳ SEA Games lần này. Mỗi trận đấu, chúng tôi luôn vào trận với khát khao và sự mong muốn khác nhau. Rất vui vì gặp Việt Nam ở trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Felix Danmart dành lời chào mở đầu cho buổi họp báo. Khi được hỏi về chấn thương của Quang Hải, huấn luyện viên Felix Danmart của Campuchia đã nói rằng: "Tôi buồn cho chấn thương của Quang Hải, hy vọng cậu ấy sẽ bình phục sớm nhất. Dù quen với mặt cỏ nhân tạo, nhưng đó không hề là lợi thế của chúng tôi, đúng hơn lợi thế thuộc về Việt Nam bởi ở đây có sự góp mặt của rất nhiều cổ động viên Việt Nam." khi được hỏi u 2 campuchia sẽ chơi tấn công hay phòng ngự trước u 2 việt nam huấn luyện viên felix Danmat đã nói rằng tôi không thể trả lời sẽ đá tấn công hay phòng ngự trước việt nam các bạn hãy đợi câu trả lời vào trận đấu ngày mai tôi đã xem trận đấu giữa việt nam và thái lan tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của huấn luyện viên akira nishino thất bại của thái lan hoàn toàn không phải do sai lầm chiến thuật của ông ấy huy chương vàng ở kỳ sea games này rất có ý nghĩa đối với tôi và các cầu thủ campuchia các cầu thủ đều thi đấu tốt từ đầu hành trình sea games đến bây giờ bóng đá có sức mạnh lớn bởi nó mang đến niềm tin niềm vui cho mọi người bóng đá cũng có ý nghĩa lớn đối với cá nhân tôi vì nó mang đến niềm vui cho gia đình cũng như cho người dân và các bạn trẻ campuchia với tôi campuchia là quê hương thứ hai bởi nơi đây có nhiều điểm tương đồng với argentina chúng tôi đều nghèo nàn và không có gì cả bóng đá đông nam á đang phát triển có thể thấy điều đó từ kết quả ở các lượt trận tại vòng loại world cup ở sea games lần này nên bóng đá của chúng ta đang tiến lại gần nhau hơn Bóng đá Đông Nam Á nói chung đang tiến lên, điều đó là tín hiệu tuyệt vời với các cổ động viên. Những người hâm mộ luôn dành tình yêu cuồng nhiệt cho bóng đá. Câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi hay về trận đấu sắp tới. Một phóng viên đã hỏi về việc ông Dan Mát cảm thấy có bao nhiêu phần trăm giành được chiến thắng trước Việt Nam. Huấn luyện viên người Argentina đã trả lời rằng Ở trận đấu tới, Việt Nam có trách nhiệm phải giành chiến thắng. Chúng tôi là đội chiếu dưới. Chúng tôi biết mình chơi thử bóng đá như thế nào. Tôi cũng đã theo dõi Việt Nam qua các buổi tập. Các cầu thủ Việt Nam rất giỏi, họ có thể chơi tốt trên các mặt sân. Tôi không biết Campuchia sẽ có bao nhiêu phần trăm chiến thắng trong trận đấu ngày mai, nhưng theo tôi, Campuchia hoàn toàn có thể đánh bại Việt Nam. Chúng tôi sẽ đem đến nỗi buồn cho các bạn. Về phần mình, trước sự tự tin của đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra là một người rất khiêm nhường. Ông tỏ ra tôn trọng đối thủ nhưng không quên nhắc đến tinh thần quyết tâm của người Việt Nam. Trả lời trước báo chí ông nói rằng đó là một trận đấu rất khó khăn, có nhiều ý nghĩa, thắng thì vào chung kết, u 22 Campuchia có lợi thế nghỉ nhiều hơn. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ về chiến thuật và tinh thần. Về sự chuẩn bị của đội nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ: "Tôi hy vọng Tiến Linh và Đức Trinh sẽ ghi bàn. Hiện tại Trọng Hùng và Quang Hải dính chấn thương, không dễ để bố trí đội hình lúc này khi vắng hai cầu thủ. Nên tôi thường xuyên xoay vòng lực lượng, tuy nhiên Trọng Hùng có thể chơi ở trận bán kết." Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không muốn nhắc tới những sai lầm cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng và thủ môn Văn Toàn. Cụ thể ông đã nói rằng Tôi không muốn nói đến những sai lầm trong quá khứ mà hướng đến trận bán kết. Sai lầm giúp các cầu thủ tiến bộ hơn trong tương lai. Nhận định về đối thủ, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ: "U22 Campuchia là một hiện tượng. Tôi nghĩ đội nào cũng mạnh ở bảng B. Chúng tôi muốn tập trung vào trận đấu gặp Campuchia và cố gắng hết sức để giành chiến thắng." Trước những nhận xét của huấn luyện viên Thái Lan về quả phạt đền của U22 Việt Nam được nhận ở trận đấu quyết định, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định: "Huấn luyện viên Thái Lan có lý do để bình luận như vậy." Ông ấy có thể gặp vấn đề với trọng tài, nhưng tôi không có vấn đề gì để bình luận. Trả lời câu hỏi có gửi người sang theo dõi u 22 Campuchia, nhà cầm quân người Hàn Quốc phủ nhận chuyện này. Cụ thể ông đã nói rằng, chúng tôi đã có video và phân tích video, không cần gửi người theo dõi đội bạn. Làm ơn nói với truyền thông Campuchia như vậy, ông tiếp tục. Huấn luyện viên Park Hang Seo cũng bật mí, tôi không muốn làm căng thẳng, mọi người nên bình tĩnh. Tôi biết số 17 của Campuchia không thể thi đấu vì hai thẻ vàng. Cũng theo lời huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đã đánh giá rất cao cầu thủ Keo Sok Cụ thể ông đã nói rằng U2 Campuchia là đội bóng được xây dựng rất tốt. Số 14 là cầu thủ nguy hiểm và có thể là quân át chủ bài trong trận đấu tới. Phần tin tiếp theo, Xuân bóng đá xin được phép gửi đến quý vị và các bạn thông tin Kiatisak bất ngờ ra mặt bào chữa cho huấn luyện viên Nishino Akira sau khi U2 Thái Lan bị loại. Kính thưa quý vị và các bạn, sau khi U2 Thái Lan bị loại và phải sách vali về nước, cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan là Kia Tisak đã có những lời bình luận như sau. Cụ thể ông đã nói trước báo chí rằng rõ ràng tại SEA Games này các cầu thủ trên sân không hiểu được ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên Akira Nishino. Nguyên nhân vì các cầu thủ và huấn luyện viên có quá ít thời gian làm việc trước giải khi họ chỉ tập trung với nhau một ngày rồi bay sang Philippines dẫn đến việc không có sự chuẩn bị đầy đủ nhất. Đồng quan điểm với Kia Thí Sắc là cựu tuyển đạo tuyển Thái Lan Piang Pong. từng 5 lần vô địch SEA Games với Thái Lan và từng là đồng đội với huấn luyện viên Park Hang-seo tại câu lạc bộ Lucky Gold Star ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Biang Pong đã phân tích rằng Nishino có quá ít thời gian để hiểu các cầu thủ của mình ở đội U22. Ông thường chỉ làm việc với đội tuyển Thái Lan, trong khi hai đội bóng này là quá khác nhau. Ngoài ra, trận thua trong ngày ra quân trước U22 Indonesia đã khiến Thái Lan mệt mỏi hơn rất nhiều trong những ngày sau đó với Brunei, Singapore, Lào và Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.